Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời bài tập số 7 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 46. Đề bài như sau. Giả sử một bệnh viện nằm cạnh đường quốc lộ, có nhiều xe cộ qua lại. Hãy đề ra các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho bệnh viện này. Có rất nhiều biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn đến từ giao thông đúng không? Chúng ta sẽ phải treo biển báo cấm bóp còi khi đến gần bệnh viện này. Và chúng ta xây tường chắn xung quanh bệnh viện, đóng các cửa phòng để ngăn chặn âm truyền, đúng không? Đường truyền âm, và trồng nhiều cây xanh xung quanh bệnh viện để hướng âm truyền theo các nhiều hướng khác, được chưa? Và hoặc là các em sẽ treo rèm ở cửa sổ để ngăn đường truyền âm cũng như hấp thụ âm kém. Đấy, và chúng ta sẽ đưa ra các biện pháp cho bệnh viện này như sau. Đó là các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho bệnh viện. Nằm trên đường quốc lộ là biện pháp thứ nhất, đó là treo biển cấm bóp còi gần bệnh viện. Cấm bóp còi gần bệnh viện. Biện pháp thứ hai, đó là xây tường chắn xung quanh bệnh viện. Xây tường chắn xung quanh bệnh viện. Đóng cửa các phòng để ngăn chặn đường truyền âm. Đóng cửa các phòng để ngăn chặn đường truyền âm. Phương pháp thứ ba, đó là trồng nhiều cây xanh xung quanh bệnh viện. Trồng nhiều cây xanh xung quanh bệnh viện. Để hướng âm truyền theo hướng khác. Để âm truyền theo hướng khác. Biện pháp thứ tư, đó là treo rèm ở cửa sổ. Treo rèm ở cửa sổ để ngăn đường truyền âm. Để ngăn đường truyền âm. Để ngăn đường truyền âm cũng như hấp thụ bớt âm. Được chưa các em? Đây là cô và các em đã nêu ra một số biện pháp để cho bệnh viện chống ô nhiễm tiếng ồn.